cô bỏ tôi rồi đi mất hả? Nè, buổi sáng khi thức dậy cô biết tôi hoảng hốt tới cỡ nào không? Cô có thử làm vậy lần nữa coi, tôi sẽ đem cô đi bán dê cha cho cô biết. Còn chuyện này nữa, sau này khi tôi đi gặp mọi người, cô hãy đứng nơi tôi thấy được. Tại sao? Nếu cô không làm vậy thì sẽ vi phạm hợp đồng đó. Im lặng và nhập vào đi. Bất cứ giá nào, nhất định là cô phải đứng ở nơi chủ nhân có thể nhìn thấy. Biết chưa hả? Tôi biết rồi. Còn nữa, cô vào đó dọn dẹp đi. Vì sợ hết pin nên anh đã nói là đừng làm gì hết mà. Cô cứ vào dọn dẹp đi. Đồ độc ác, biến thái, khó ưa. Cô không hợp màu hồng đâu. À, không phải vì cô đẹp nên tôi mua nó cho đâu. Sau này cô sẽ đi cùng tôi nhiều chỗ mà, nên phải ăn mặc sao cho đẹp và đàng hoàng hơn chút chứ. Nếu không tôi sẽ thấy xấu hổ lắm, rồi làm sao tôi dắt theo được. Cô chọn cái mình thích, mặc đồ ra ngoài đi. Thì ra vẫn làm mấy thứ này hay sao? Kỳ lắm hả? Đẹp lắm. Thật chứ? Thực sự rất đẹp. À, không được, tôi không được làm vậy. Sao lại không được làm hả? Vì tôi đã hứa với giáo sư Hồng. Cậu hãy hứa là không được chạm vào Achiban dù chỉ một ngón tay. Không phải chứ, cơ thể của mình mà. Tại sao anh ta lại là người không cho đụng vào? Achiban, tôi có chuyện muốn nói. Tôi rất muốn hôn. Muốn hôn Rien. Tôi phải hẹn hò với Rien ít nhất là 3 lần. Tôi muốn chuẩn bị thật tốt cho lần hẹn này, để tôi có thể xóa đi hiểu lầm lần trước và bắt đầu lại. Với lại vào buổi hẹn hò cuối cùng, tôi phải hôn cô ấy cùng lời tỏ tình. Ờ, nhưng mà vấn đề của tôi là hôn. À không, tôi có thể chuẩn bị tốt mọi thứ cho buổi hẹn sắp tới với cô ấy. Nhưng mà việc phải hôn cô ấy khi nào và phải hôn ra sao thì mới được, cái đó tôi hoàn toàn không biết gì hết. Lần này tôi nhất định phải chiếm được trái tim của cô ấy. Đây là lần đầu tôi thử hôn một ai đó. Đúng là đã làm việc tốt vô ích mà. Nhưng mà sử dụng nó sao đây? Em cứ mặc cái hay mặc đi. Không thích. Việc này được trả công. Cái này mặc làm gì cũng đủ lâu rồi. Anh mua đồ mới cho em mặc đi chứ. Đúng rồi, còn điều này nữa, chẳng bao lâu nữa em sẽ phải đi khỏi rồi mà. Sao anh không chú ý gì tới quần áo hết vậy? Còn điều này nữa, vấn đề hiện giờ của chúng ta không phải là nó đâu giáo sư à. Anh ta nói muốn hôn đó. Cái gì? Nhờ em giúp đỡ là nụ hôn đầu. Nhưng mà làm sao em giúp cái này được chứ? Em không thể tập với anh ta được. Luyện tập cái gì chứ, ai mà giúp cái chuyện đó được hả? Chúng ta giúp hả? Chúng ta không thể nào được. Không biết hiện giờ thì giáo sư với cô Chia sao? Tiền mới hốc tan thì không cần phải nói dài dòng ế nhảy nào giờ luôn. Lần yêu đương gần nhất của tôi khi nào hả? Tiền bối bay thì cậu này. Miễn bình luận luôn rồi. Sao tự nhiên thấy tủi thân quá? Tại sao mọi người có thể sống như vậy được chứ? Không có người nào có thể làm tốt hết sao? Xin chào mọi người, tôi là bạn của Chochia, là người giảng dạy cách hôn. Tôi là Hoan Sinh Hie. Xin chào cô, người ở đây là nhóm của tôi và tôi tên là Hồng. Ôi trời,
Thật sự là giống y đúc. Chia, sao cậu chịu đựng được chứ? Mình mà như cậu thì chỉ muốn làm một trận ngay và luôn. Làm vậy chắc là thú vị lắm ha. Cô gái này là ai vậy? Cảnh vệ của giáo sư hả? Tôi sẽ giới thiệu với Kim Min Kyu, cô Hoa Sun Hye đây là một người quen của tôi. Cô Sun Hye không hề biết gì về Achiba. Vậy cho nên khi chạm mặt nhau, cậu phải nghĩ mình là robot chứ không phải là con người bằng da bằng thịt. Ok. Học sinh của tôi ở đâu hả? Nữ thần của nụ hôn hả? Tên là Hoang Sun Hye, là người tôi tình cờ quen ở trên đường. Rất nổi tiếng đó. Achiba, kiểm tra đi. Hoang Sun Hye, 28 tuổi, là người tư vấn chuyện hẹn hò, được gọi là nữ thần của nụ hôn. Với kinh nghiệm tình trường không thể tính đếm hết được của cô ấy bao nhiêu lâu nay, đã nhận được giải thưởng với vai trò cố vấn hẹn hò ở tuổi 20. Chuyên ngành giảng dạy của cô ấy là hôn. Mọi người đều có nụ hôn đầu thành công rực rỡ sau khi theo học một khóa hôn từ cô ấy. Phải thấy thì mới biết được chứ. Trước tiên thì cứ bắt đầu học thử. Nếu không đúng như thông tin, lập tức kết thúc khóa học này ngay. Được rồi. Anh nhanh đến đây gặp tôi một chút đi. Tôi xin phép chút nha. Từ khi nam và nữ gặp nhau cho đến lúc hai người họ hôn nhau, thường phải trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn tạo sự hấp dẫn thật tích cực, giai đoạn tạo bầu không khí lãng mạn, và giai đoạn đụng chạm da thịt. Vậy cho nên anh cần ít nhất là 3 lần hẹn hò với nhau. Nhưng mà vì đây là mối tình đầu của anh Kim Min Kyu, nên là mối quan hệ hiểu nhau rất rõ. Bỏ qua tất cả các bước, anh có thể tấn công ngay từ lúc đầu. Lời của tôi nói có nghĩa là anh Kim Min Kyu lần này có tất cả 3 cơ hội có thể hôn cô ấy, đúng không? Ồ, được rồi. Tôi thích cô rồi đó. Tiếp tục đi. Tôi thích nước lạnh với nước đá hơn là nước có ga. Chờ chút đã. Cô ấy không phải là người để cô xa những việc đó. Vậy thì... Cô ấy là bạn tôi. À, tôi sẽ cẩn thận. Xin lỗi cô. Tiếp tục đi chứ. Nam nữ làm bạn với nhau sẽ có được một ưu điểm rất tốt và rất thân thiết với nhau. Nhưng mà nhược điểm đó là cô ấy không coi con người anh là người đàn ông thực sự. Vậy nên cần phải làm sao chuyển đổi từ bạn sang tư cách đàn ông. Điều cần thiết nhất khi đó là gì? Sexual tension, là cảm giác tình cảm khác giới. Hôn cũng có thời điểm của riêng nó. Bây giờ chính là lúc mọi thứ có thể trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Chỉ với một khoảnh khắc. Điều kiện cần cho khoảnh khắc đó chính là gì? Tình cảm từ khác giới. Đúng vậy, tình cảm từ khác giới. Anh Kim Min Kyu, anh từng mơ thấy mình hôn cô bạn đó bao giờ chưa? Không có. Hoàn toàn không. Ồ, may mắn thiệt. Sao lại may mắn? Hả? Vì như vậy thì có thể thực hành sau này đó mà. Hai vị xin mời đi theo tôi.